Rio đã đến với chương trình Thành Nhân Recreation. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý các bạn đồ chơi Trung Thu, giới thiệu lễ hội Trung Thu nha, tại Hoàng Thành Thăng Long. Đây chỉ mất người, không bao giờ mất xe, đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhá. Đây chúng ta cùng xem phần mỗi lần nhá. Ok, chúng ta quay trở lại và bây giờ chúng ta đang đứng ở mỗi lần. Đây chính là số đây là múa lân nhá. Đây là múa lân quý ở các bạn nhá. Đây cũng là múa lân. Đây chủ tếu. Bây giờ quý các bạn có thể xem nhá, có thể xem tại đây nhá, quý các bạn có thể xem tại đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan các chỗ kia nhá. Ok, chúng ta quay trở lại và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đồ chơi Trung Thu nhá. Thì đầu tiên đây là cái chiếc bát hoa sen. Đấy, đây chiếc bát hoa sen, chiếc cung hoa sen ở trên đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây chính là chiếc đèn lồng đặc biệt, đèn lồng mình con bướm này. Đấy, rất là đẹp. Ở dưới đây đây chính là một lò đoàn bằng sứ nè. Trong đó có bao nhiêu con Angry Birds thì quý các bạn tự đếm nha. Có nó nhiều. Đây chính là cái tò he nhá. Đây là cái tò he. Đây chính là cái tò he. Rồi. Đây chính là cái đây chính là cái phòng sóng nhé.
bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ đến với hàng TH nhỉ. Hàng TH bây giờ đang đóng cửa, không thông quan thông biết gì nữa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong hoàng thành nhá, đi vào trong hoàng thành để xem rõ nhá. Đây. Đây mình đi ra chỗ này. Đây mình đang để chế độ đèn flash để flash để giúp cho chúng ta nhìn thấy dễ hơn. Đấy. Mình cho các bạn này dễ hơn này. Đấy. Đây chính là cái quay đấy, vòng đua phao ấy đấy, nhìn thấy chưa. Đây chính là con ngựa gỗ. Đây chính là ngựa gỗ ra đây. Đây cũng chính là ấy đó, đu quay phao nè. Tiếp theo đấy chính là cái thì bập bênh ấy. Đây chính là cái con nhún ấy. Đấy nhìn trông rất là đẹp, không có khỏe ấy. Thì tiếp theo đây chính là cái con diều nhá, phải diều. Đây chính là những cái các cái loại diều, nhìn trông loại diều rất là đẹp nha. Đây chính là các loại diều này. Đây chính là cái hộp đèn trung thu nha, đèn lồng. Rồi tiếp theo đây sáng quá, mình sẽ cho quý các bạn cùng xem rõ đây. Đây chính là cái vòng quay con giáp ấy nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi kỹ nha. Đấy, không theo dõi được. Rồi, tiếp theo. Bây giờ, đây là cái vàng uống nước ấy. Vàng này phải uống nước mía. Tiếp theo. Đây, chỉ mình khắp xung quanh thôi. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái con tàu thuyền ấy. Tàu này là tàu thuyền. Thuyền này là thuyền rất là đẹp, khá là giá, đẹp. Đây khu vui chơi, là trí lý tưởng nhất. À đây cũng chính là bập bênh nhá, quý vị các bạn ạ. Đây cũng chính là bập bênh. À, có nhiều bạn hỏi là đây là cái gì? Thì quý vị các bạn biết đây là cái xích đu, đây cầu trượt nha. Tiếp theo đây chính là cái này gọi là cái xích đu làm bằng tre như ở dân tộc, làm văn hóa các dân tộc giống nhá, không phải khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đây chính là cái đèn ống khô. Mình cái này xem rồi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tới đi đến chỗ ấy nhá. Xin mời quý vị ạ, mình theo dõi nhá. Ok, chúng ta đã quay trở lại và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần này. Phần này rất là quan trọng, đó chính là làm tò he nhá. Đây chính là làm nặng tò he. Đây chính là nặng tò he, chính các bạn làm. Đây cái này giá là 20.000. thì nếu muốn làm tò he thì các bạn làm ấy, làm rất nặng. Đấy,
con vật khác nhau, rồi sau đó dùng tre để cắm vào, sau đó cắm vào xốp. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ làm diều và trong trống. Chúng ta sẽ làm diều và trong trống và có giá là 10.000 đồng và 20.000 đồng. Và cách làm, à, dưới đây là những cái trong trống ấy thì rất là nhiều dụng cụ khác nhau. À, đây là tô tượng thôi, không phải đấy không, tô tượng và làm trong trống thôi nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nặng mình xem đã. Làm gốm trên bàn xoay, làm gốm trên bàn xoay. Đấy, bây giờ quý bạn phải theo dõi nhá. Đây là làng nghề gốm của cổ truyền đất nước ta ấy. Cổ truyền ấy chỉ cần xoay mạnh vào rồi chặt tay vào đấy. Đấy, cái này mất bao nhiêu tiền để làm cái này nhá. Đấy, dùng cả đất nặng luôn. Đấy là cái sáng tạo, hiểu không? Sáng tạo. Và nếu là như thế này quý vị và các bạn chắc chắn là phải ở ấy em đi. Đây chính là khu vực tô tượng. Tô tượng có giá là 30.000. Thì ở đây có những các em, các bạn giới trẻ tô tượng nào, các bạn nhỏ thích mà. Đấy, sẽ làm cái đấy thôi nhá. Giờ đây cũng như là tô tượng nhá, đây chính là tô tượng rồi, không có gì cả nhá. Thì tiếp theo này, đây tiếp theo này, đây chính là gấp giấy origami có giá là 20.000. Nha. Thì giấy origami này tương đương là những cái tờ giấy thủ công ý, chứ chính là giấy thủ công. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp. Đây chính là những cái tờ giấy thủ công. Thì các bạn nghe rõ nhá. Giấy thủ công ạ. Chính là giấy origami. Origami. Rồi. À, tiếp theo dưới đây sẽ là những cái thứ rất là quan trọng nhá. Đây sẽ là những cái quan trọng. Đấy. Đây là những cái đây là cái lịch biểu diễn nghệ thuật chương trình vui Tết Trung Thu năm 2018. Đấy, rất là đẹp. Và đây, đây chính là múa rối nước ý. Đây là múa rối nước để các tiết mục múa rối nước càng đẹp và sinh động hơn nha. Tiết mục múa rối nước. Và múa rối nước thì có những cái nhân vật lịch sử, cũng không phải ấy ơi, nhân vật hoạt hình. Cũng đây là nhân vật lịch sử có trong những hội phường ấy. Thì ở đây nước hoàn toàn ghé le. Rồi. Và rất là nhiều những cái trò chơi khác của Trung Thu trong ngày hôm nay. Thì nếu như quý vị và các bạn thích thì hãy gửi một like cho chúng tôi để có động lực làm video của chương trình. Còn nếu không thích một dislike và phải nêu rõ vấn đề tại sao bạn phải dislike và không được sử dụng những cái từ bậy bạ hoặc những cái từ vô văn hóa, tôi sẽ không xác nhận. Thì bây giờ là 21 giờ
21 rồi. Thì bây giờ cũng đã hết mùa lân rồi nhá. Thì rất là cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video của mình nha. Đây quầy đổ vé tương tác. Đây là danh mục sản phẩm tương tác. Những cái sản phẩm tương tác. Thì giá này từ 10.000 đến 30.000 thôi nhá. Thì rất là cảm ơn quý các bạn đã đồng hành và theo dõi trên kênh Chienoi Chốt Thành Nhân Recreation nha. Rồi, cảm ơn quý các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này và chúc quý các bạn có một đêm ngon giấc.